T Audio kính chào quý vị yêu âm thanh, âm nhạc trên toàn quốc đã trở lại kênh của T Audio. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục trở lại clip ngày hôm nay, T Audio tiếp tục làm những clip giới thiệu những sản phẩm đẩy crowd về với trung tâm của T Audio. Tuy nhiên lúc này những các cửa khẩu đóng băng rất căng thẳng, hàng khó về nhưng T Audio cũng về dò dọt được số lượng là những con với model crowd Macrotech 5002. Những cái model này lúc này thì nó cực kỳ là khan hiếm hàng, mỗi một ngày nó càng cạn kiệt ở bên kia, và lại là cửa khẩu nó bị đóng băng nên hàng về rất là khó. Tuy nhiên thì vì cố gắng săn tìm cũng như tìm kiếm thì bên trung tâm của T Audio cũng về được số lượng là một con. Để làm những clip để giới thiệu quý vị và các bạn chúng ta cùng xem và trải nghiệm về những model 5002, hàng của Mỹ, nguồn điện từ 200 đến 230V, về cái nội thất ở bên trong và quay chi tiết để quý vị chúng ta cùng xem và tham khảo. Vì vậy nên những quý vị nào có nhu cầu sở hữu xin hãy liên hệ với T Audio. Và sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem chi tiết về cái ruột gan ở bên trong, về cái độ đẹp về được bao nhiêu phần trăm để chúng ta tự đánh giá trên video, để phù hợp cho những quý vị ở xa cũng như quý vị ở gần có thể đến trung tâm của T Audio để trải nghiệm và xem một cách thực tế nhất. Còn những quý vị ở xa chúng ta có thể xem chi tiết về hình ảnh để quyết định trước khi để sở hữu những con 5002 có những công suất khủng long bạo chúa như thế này. Vâng, đây chúng ta cũng thấy rằng đây là mặt trước của dòng sản phẩm mà T Audio quay sơ lược về cũng như là chi tiết để chúng ta cùng xem để tự đánh giá về những cái sản phẩm mà bên trung tâm của T Audio. Đây là mặt trước ở những con 5002 như thế này thì nó được thiết kế một cái mặt phía trước rất là dày, có cái độ dày nó lên đến khoảng tầm 15 phân nhé quý vị, độ dày nó khoảng 15 phân, còn con 3006 thì nó mỏng mặt hơn. Và những cái máy móc và linh kiện ở bên trong của cái dòng sản phẩm 5002 này thì nó rất là gấu, nó rất là nhiều những các cái con IC to, IC nhỏ, những con như cái tóc, như đầu đũa, vân vân, đủ các loại thập cẩm chi tôn, nó rất là nhiều. Đấy, chúng ta xem ở những cái bộ của con 5002 hoặc là những con 5000, nó rất là khủng về các cái bộ bo mạch và những cái độ dây như thế này. Về độ đẹp ở bên trong thì chúng ta chơi hàng bãi thì chúng ta xem để chúng ta tự có thể đánh giá về cái độ đẹp mà bên trung tâm của T Audio đang sở hữu những cái con như thế này. Để những quý vị nào mà thấy nó phù hợp với cái bộ âm thanh của chúng ta hoặc là độ đẹp nó phù hợp với cái mức yêu cầu cũng của chúng ta thì xin hãy liên hệ với T Audio. Đấy, ta cùng thấy rằng ở đây là ở cái bên trong, từ những cái sợi dây và những cái con chở, những cái con tụ nho nhỏ như cái tăm, những cái tóc rất là nhiều, nó nhằng nhịt như thế này. Những cái dòng 5002 như thế này thì nó được thiết kế chạy là số lượng là 32 con sò nhé, 32 con sò, như con này là nó chạy là 32 con sò mú vua. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái model đời chót thì nó chạy là 32 con sò sò lệch, tức là hai loại sò, vừa sò mú vua vừa sò Mexico. Đấy. Những cái con đời nào thì nó cũng hay thôi, quan trọng quý vị nào thích cái loại nào thì cứ sở hữu cái loại đó. Đấy. Chứ cũng không phải là một con này đời này nó hay đời kia nó không hay, vì người ta làm thì người ta cũng phải tính toán cả rồi, nó cũng phải có được cái điểm nhấn, cái điểm gì đó thì nó ra thị trường thì người ta mới có thể phát triển được, chứ ngoài ta cũng chẳng bao giờ người ta đi xuống đâu. Chúng ta xem là những cái bo mạch ở phía sau, đây là cái bo ở phía sau ở đầu vào. Đấy. Quay nó rất là chi tiết như thế này để chúng ta có thể xem rõ và đánh giá về cái độ đẹp. Cũng có những quý vị hỏi T Audio nó đẹp được bao nhiêu phần trăm, thực ra nói cái người bán nói thì nó cũng rất là khó. Đấy. Có thể cũng có những nơi người ta nói 95%, 99%, 99,9% vân vân, thì nó cũng rất là khó. Cho nên là chúng ta có thể xem cái video chi tiết, xem những cái ruột gan mà T Audio quay cũng như những các cái nơi khác người ta cũng có những sản phẩm người ta cũng quay, chúng ta có thể xem và so sánh được cái độ đẹp nó được bao nhiêu phần trăm, độ đẹp như thế nào là nó vừa ý của quý vị và các bạn.
Nhiều những quý vị hỏi là tôi muốn mua một con nó đẹp xuất sắc, thật ra thì Eldo cũng chẳng biết được cái xuất sắc nó bao nhiêu, nó như thế nào là nó vừa được ý của quý vị và các bạn, nên nhiều khi thì Eldo rất là khó để trả lời. Đấy. Cũng có những bác mua những cặp loa bên thì Eldo bảo tôi cần một cặp đẹp xuất sắc, thì Eldo thì thấy cũng không biết là các bác cần đẹp xuất sắc là bao nhiêu để nó vừa ý, nên là cũng rất là khó. Đấy. Cuối cùng thì Eldo mời các bác về trung tâm của thì Eldo để xem thực tế. Đấy. Đến lúc các bác về thì lại những cái cặp đẹp xuất sắc thì các bác lại không dám chơi. Đấy. Các bác lại không dám chơi bởi vì các bác bảo nó đẹp quá, các bác sợ nó không phải hàng bãi. Đấy. Nhưng mà quan điểm bán hàng ở bên thì Eldo nó là phải chân thật, những con nào đẹp là đẹp hàng chuẩn chứ không phải là bán hàng tầm bậy tầm bạ. Mà để mà tuyển những cái con nó đẹp như vậy nó cũng không phải dễ dàng gì, cũng có tỷ đô cũng phải bỏ ra một cái số lượng tiền cao hẳn để mua những cái con tuyển chọn như thế, cho nên là nhiều quý vị là chơi hàng bãi chưa quen là cũng thấy nó sợ sợ. Để chúng ta thấy rằng đây những cái dòng sản phẩm này nó được thiết kế từ từng các tất cả các cái đầu dây như này, nó toàn bộ là bằng giác cắm hết đấy, toàn bộ nó là giác cắm hết, nó không có cái đầu dây, nó không có cái nào là đầu dây hàn cả, toàn bộ nó ghim bằng cái đầu giác. Ở đây chúng ta thấy nó có những cái con đấy, những cái bóng này là cái bóng khi mà nó bị chập chờn vấn đề gì thì cái này nó cắt cái này, chúng ta nó chơi như vậy nó sẽ yên tâm, rất yên tâm cho cái máy móc chứ nó ít khi nó bị ảnh hưởng đến máy đấy. Ở những con này thì Eldo mà xem thì nó được thiết kế là chạy cái dòng sò mũ vua, số lượng của con này là 32 con. Chúng ta thấy rằng ở trên đây 1 2 3 4 5 6 7 8, tức là cái mặt trên này là có 28 là 16 con, và nó nằm ở bên dưới là 16 con nữa đấy, ở bên dưới là 16 con nữa, mặt trên 16 con, mặt dưới 16 con là 32 con đấy. Con này thì nó là cái đời tem đen nhé quý vị, gọi tem đen cho nó dễ hiểu. Nhiều quý vị hỏi tem nhôm hay là tem ấy thì người ta cái tem đen này người ta gọi tắt, người ta gọi tem nhôm, nó dễ hiểu đấy. Vâng, cái video này thì Eldo cũng quay nó chi tiết để quý vị và các bạn chúng ta cùng xem và tự đánh giá về cái sản phẩm mà bên trung tâm của Eldo đang có để sở hữu những cái dòng sản phẩm như thế này, hoặc những con 3600, những con 2400, 2402, và những cái con đời sâu hơn, những con đời mặt đen thì Eldo đang về. Nó có cái giá thành nó phù hợp, nó rẻ nhưng chơi vẫn hay. Quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ với mọi chi tiết thì quý vị và các bạn chúng ta hãy liên hệ với Eldo theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn chi tiết hơn. Và bây giờ thì Eldo sẽ dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Những quý vị nào chưa nhấn nút đăng ký kênh, xin hãy nhấn nút đăng ký kênh của Eldo để theo dõi nhiều những clip tiếp theo.